Chào các bạn, video này mình xin giới thiệu với các bạn một bản đấu giữa hai danh thủ Trình Minh và danh thủ Hồng Chí diễn ra năm 2018 trong giải Dương Quang Lưng Bôi. Trong bản đấu này, danh thủ Trình Minh cầm đỏ đi tiên, danh thủ Hồng Chí cầm đen đi hậu. Diễn biến của bản đấu diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi. Đến đây với việc bên đỏ khuyết tượng và không còn sĩ, bên đây chỉ cần một xe và một tốt là có thể kết lượng bên đỏ. Do đó doanh thủ Trình Minh cầm đỏ đi tin đành muốn cơ đầu hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.